Vì cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trần Sang Keyboard, và đồng thời xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trần Sang Keyboard, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì cho Sang xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân chân thành đến tất cả cô chú anh chị trong thời gian qua, lúc nào cũng luôn bên cạnh tạo động lực cho Trần Sang. Và thì Sang xin cảm ơn cái tấm lòng của tất cả cô chú anh chị dành cho Trần Sang. Thì đi thẳng vào cái vấn đề ngày hôm nay, thì Sang sẽ sửa bài cho tất cả các thành viên của lớp ha. Thì sau khi Sang giao bài thì một số thành viên có gửi bài cho Sang, thì Sang thấy một số lỗi, thì Sang sẽ sửa bài hôm nay, Sang sửa bài chung cho cả lớp. Thì tất cả các thành viên, ví dụ như thành viên nào mà chúng ta làm chưa được thì chúng ta sẽ sửa lại những cái chỗ mà mình làm chưa được, mình khắc phục lại cái lỗi đó để mà chúng ta thực tập điểm hát. Rồi cái lỗi thứ nhất đó là các anh chị chỉnh cái tempo trong cái bộ dữ liệu Sang gửi cho lớp, là lớp chọn cái giọng ca sĩ là Vì Đó Là Em, giọng ca sĩ Quang Dũng bài Vì Đó Là Em. A cái tempo là 64, là các anh chị thứ nhất là chúng ta phải chỉnh cái tempo là cho đúng. Thì cái tempo chúng ta phải chỉnh cho đúng ha. Ví dụ như là cái tempo là 64 thì chúng ta phải chỉnh cho đúng cái tempo 64 thì chúng ta điểm giọng ca sĩ mới ăn. Rồi cái thứ hai nữa Sang nhấn mạnh cho lớp là ví dụ như là sau khi chúng ta đánh intro rồi thì chúng ta có hai cách để cho giọng ca sĩ vô. Thứ nhất là chúng ta kết thúc cái intro và chúng ta mở cho đúng cái intro của nó. Sang ví dụ như cái câu, ví dụ như ta trước khi kết thúc cái intro này, ví dụ ha. Ví dụ như là thì mình feel cho kết thúc. Nè, feel cho kết thúc nè. Rồi mở vô. Đó. Thì nó sẽ vô ha. Còn cách thứ hai nữa, cái cách thứ hai để cho chúng ta xử lý cái trường hợp này á, đó là chúng ta dừng luôn, chúng ta bấm xin star là chúng ta dừng luôn, sau đó chúng ta mở giọng ca sĩ lên ha. Thì chúng ta phải xác định cái phát mặt ngay cái chỗ nào là cái phát mặt của cái giọng ca sĩ. Ví dụ như là không cần biết em là ai, thì cái chữ biết đó là chúng ta sẽ vô ngay hợp âm liền. Ví dụ như là vô nè ha. Ha, thì như thế thì chúng ta mới điểm cho nguyên cái bài nó đi đúng với là cái giọng ca sĩ. Đó là cái ghi chú thứ hai. Cái ghi chú thứ ba cho Sang dành cho lớp đó là ví dụ như là lớp thấy Sang đỉnh đánh cái tiếng string, đánh tiếng string thì lớp, ví dụ như là lớp phải sáng tạo ra, ví dụ như là cái câu là bị đổ C là C D nhưng lập vấn D. Ví dụ như là lớp Sang điểm cái câu thì bắt đầu lần đầu tiên chúng ta lấy tiếng string, nhưng lần thứ hai là chúng ta sẽ lấy cái tiếng gì, saxophone, chúng ta sáng tạo nên, tức là sang cho cái câu lót đó. Nhưng mà tất cả các anh chị khi mà chúng ta thực tập là chúng ta phải sáng tạo. Sang lúc nào Sang cũng khuyên tất cả các anh chị chúng ta hãy sáng tạo, là chúng ta sử dụng cái tiếng saxophone nè ha. Chúng ta sử dụng vào trong bộ dữ liệu nó, chúng ta cứ chọn cái tiếng saxophone này chúng ta điểm thôi. Rồi bắt đầu đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, ví dụ như là sau khi mà chúng ta khách nó hát xong rồi, bắt đầu chúng ta quay lại, chúng ta lấy cái tiếng guitar thùng cho nó sang, cũng cái câu đó nữa sang không đó. Ví dụ như là tự mình hát mà tự mình lấy guitar thùng, cũng giống như là tự mình ôm cây guitar thùng mà mình điểm như đó, nó tạo nên cái phong cách sang cho mình ha. Thì tất cả đó là cái ghi chú của Sang dành cho lớp. Còn cái phần điểm khuất mà chúng ta cứ lấy tiếng string đi, chúng ta
string thì chúng ta điểm, hay chúng ta điểm ví dụ như là các chị có thể chọn cái tiết trong cây 770, ở 970 và 975 chúng ta chọn classical string, hoặc là trong cái 770 hoặc là 775 mà chúng ta chọn cái tiếng là stereo string ha. Còn những cái khác thì chúng ta chọn string bình thường thôi. Thì cái đó là cái ghi chú của Sang ha, cái đó là cái ghi chú của Sang dành cho tất cả, bởi vì những cái tiếng string đó chúng ta ra dàn nó nghe rất là ấm ha. Thì đó là một số cái ghi chú mà Sang hy vọng là lớp sẽ rút kinh nghiệm ha, rút kinh nghiệm để mà chúng ta điệp, để mà chúng ta điệp cho đúng ha. Sang sẽ nói sơ lại một lần nữa. Thứ nhất là cái tempo và cái transpose cho đúng. Thứ hai là vào đầu âu nhịp là chúng ta phải kết thúc cái intro ngay chỗ nào chúng ta mở, hoặc là chúng ta mở cho đúng cái phát mạnh của nó ha. Cái thứ ba nữa là Sang muốn nhấn mạnh, đó là chúng ta sử dụng cái mẫu color lót phải đa dạng. Sang hướng dẫn cái câu lót string, nhưng mà lớp phải sử dụng thêm tiếng saxophone hoặc là thêm cái tiếng guitar thùng ha. Rồi đó là cái phần nhấn mạnh và cái phần mà Sang sửa bài cho tất cả các anh chị của lớp ha. Hy vọng là cái phần bài sửa này sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị học viên chúng ta thực tập điểm hát ở nhà. Rồi thôi, Sang xin dừng cái đoạn video đây ha. Tất cả các anh chị học viên ở tất cả các nhóm, sau khi mà chúng ta học xong rồi chúng ta sẽ sửa lại, học xong cái phần sửa này sẽ quay video và gửi lại lên lớp cho Sang xem ha. Rồi Sang xin dừng cái bài hướng dẫn ở đây.